Hello bà con, bọn Diêm rất vui được lại bà con trong video mới ngày hôm nay ha. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 5 thì bọn Diêm có về một số con bò đực, 6 con bò đực ha bà con. Và khoảng 20 con bò cái. Thì lần này thì bò cái thì cũng không có bò cái đàn lớn và bò cái đẹp nha bà con. Còn anh chị em nào mà có nhu cầu muốn tìm những cái con mà cái xác lù 12 13 triệu thì hôm nay rất là nhiều nha. Nên là anh chị em cũng hy vọng là anh chị em theo dõi tận cùng của video để chọn lựa cái cặp bò hay lô bò nào ưng ý nào cho mình ha. Thì trước mặt của cô bác anh chị là bốn con bò đực. Bốn con bò đực này thì có một con bông là nó tầm đó khoảng 8 tháng mấy bà con. Và ba con còn lại thì tầm trung của nó là 5 tháng nha bà con, 5 tháng rưỡi. Có con cao đen đó là 5 tháng rưỡi. Thì bò chị Vinh xin phép được báo giá ngay luôn cho bà con là bốn con bò đực giá của nó là 90 triệu nha bà con. Thì nói chung bốn con bò này nó không gọi là xuất sắc. Không gọi là đẹp xuất sắc nhưng mà cũng là bò đẹp đó bà con ơi. Bò chị Vinh có lựa rồi, dò cẳng rồi. Ok hết. Thì với cái giá 90 triệu này thì nếu như mà anh chị nào mà nuôi dỗ béo thì sẽ nhanh thu hồi vốn hơn so với một cái giá mà con bò đẹp xuất sắc thì nó giá nó cao hơn nhiều bà con. Thì bà con nào mà có nhu cầu mua cặp lớn hoặc là hai con nhỏ hoặc là mua nguyên lô thì điện thoại liền cho bò chị Vinh nha. Thì giá của bò chị Vinh báo 90 triệu này là giá ngay tại trại nha bà con. Thì nói chung quá là bốn con bò này cũng đẹp lắm á bà con ơi, tròn ủm hết à. Rồi bà con nhìn thấy không, tướng tá này. Con nào con nấy cũng muối không chứ không có tệ đâu. Có con bông á thì nó hơi già tháng đó, thì con đó nó hơi chưa lên thịt đó bà con. Con đó người ta cũng nuôi cũng không có thúc phẩm gì nhiều, không quan tâm. Nên là nó cũng tướng tá nó có rồi nhưng mà dạng như nó dôm dôm bò. Xác nó cao lắm rồi bà con ơi, bự bò lắm rồi. Thì mình chuẩn bị qua tiếp theo là cái lô bò đực, hai con bò đực xác nha bà con. Rồi trước mặt bà con là hai con bò đực lở nha bà con. Hai con bò đực này chồm chèm 5 tuổi rồi bà con ơi. Rồi một con kem trắng F2 nha bà con. Và một con 3B F1. Thì nói chung á thì tướng tá dò cẳng. Thì bà con yên tâm nha, đừng có ngại vấn đề bò lở. Thì nhiều khi người ta nói bị khớp rồi người ta bán người ta dỗ không lên rồi bán, cái đó là bò Vinh bảo đảm cho bà con nha. Nếu như mà có vấn đề gì về xương khớp á, thì bò chị Vinh sẽ thu hồi về liền, không để bà con mà gọi là bỏ số tiền lớn ra mà để mà rước cái bệnh gọi là bệnh nan y đó về đâu nha bà con. Thì yên tâm mà dỗ béo thôi, tại vì công thức dỗ của mỗi người khác nhau mà. Thì nói chung á là mỗi người một kiểu, thì công thức dỗ của hai con bò này thì em nhìn thấy nó chặt lắc rồi, nó không có đúng đâu vào đâu rồi, nhìn thấy là nó không có phát tướng phát gì hết, nó có cơ bản hết mà nó không có phát gì hết á bà con. Mà kệ giá nhờ như vậy mà giá nó có được mềm á bà con. Thì em xin báo giá luôn cho bà con là tiện theo dõi ha, giá của cặp bò này là 50 triệu. Hai con bự cành như vậy mà giá của nó là bằng hai con bò gọi là hai con bò bê lở. Hai con bò bê mà đẹp đẹp, bò bê đẹp đó. Thì nói chung á thì nhanh thu hồi vốn. Bò này nuôi cỡ nửa năm nữa thì sức được rồi bà con ơi. Với cái luồng tiền này thì bò chị Vinh nghĩ là cặp này thì rất là được ưa chuộng đó bà con. Thì lô bò đực thì ngày hôm nay thì có nhiêu đây thôi ha bà con ha. Thì xin nhắc lại là hai con bò này giá nó 50 triệu nha bà con. Xương cẳng đồ này nọ là khớp đồ này nọ bà Vinh lo hết. Mình chuẩn bị qua lô bò cái nha bà con.
Rồi trước mặt bà con á là 6 con bò 3B toàn bộ nha bà con. 6 con bò 3B toàn bộ. À, cái dàn bò này thì bà Vinh là ưng ý cho dành cho mấy anh chị mà nuôi dỗ béo mà chạy mà chung chung chạy lớn lớn đó. Thì chú ý theo dõi giùm em ha. Thì luồng tiền của 6 con bò này á, thì nó cực kỳ hợp lý nha bà con. Thì em xin phép báo giá luôn cho bà con. 6 con bò 3B này á, thì giá của nó là 81 triệu nha bà con. 81 triệu cho 6 con bò 3B này. Thì trong đây á, là Ú Ú có sẵn hết rồi nha bà con. Chỉ có một con 3B bông á, thì nó non tháng. Con 3B bông này nè, nó được tàn, được tướng nhưng mà nó mỏng mỏng bò lắm nha bà con. Cái nào đó em phải nói trước nha. Con 3B này nó được có tướng tá này ngang bằng vậy thôi nhưng mà nó mỏng lắm nha bà con. Thì nó gớt con 3B bông này, còn lại là thứ còn lại là cứ tròn ú ú này là có đầy đủ hết. Đó bà coi bà con xem nè, con này chọi nhất nè bà con ơi. Con này là lực sĩ luôn rồi. Thì anh chị nào mà lựa một lô để chuẩn bị mà mình vô chuồng một lần luôn á thì em nghĩ đây là một cái lô bò hợp lý nha. Khỏi có mà để con trước con sau cho nó lọt chọt ha, tại vì lô bò này đều lắm. Thì em xin báo giá lại ha, 6 con này là 81 triệu nha bà con. Có tàn có dốc sẵn rồi. Riêng cái con 3B bông này nè, bà con chú ý cái giò sau của nó bên phải nha. Bà con chú ý cái giò sau đó bên phải chút xíu nữa bò Vinh sẽ cái này là do lỗi kỹ thuật là lên xe rồi nó bị chấn thương á nên nó bị sưng chứ không phải là bị khớp nha bà con. Chút xíu nữa bò Vinh sẽ quay cận cảnh với cái con bò đó. Bà con cứ xem cái lô bò này trước đi, mấy con này trước đi. Thì trong cái lô bò này chỉ có hai đặc điểm đó thôi là chú ý nha. Con bò bông bông trắng cắn muối tiêu đó là mỏng rồ. Tướng tá thì có mà mỏng dánh nè, đâu đó mình nói trước. Rồi với lại con một con thì bị sưng cái giò nhưng mà do là xuống xe nó cạ vô chày luôn bà con, sưng một bên nhưng mà nó không phải là khớp. Thì cái lô bò này nếu như mà như bò chị đã từng nói á, nếu như mà mình vô chạy vô một lần á thì nó hợp lý, tại vì nó đồng thanh đồng thủ nguyên một lô, khi mình sức nguyên một lô luôn. 6 con mà 81 triệu nha bà con. 6 con mà 81 triệu. 3B này nè. 3B này có vấn đề cái giò bên phải nha, nhưng mà là do xuống xe nha bà con chứ không phải là do bị khớp ha. Còn lại tất cả là ok hết. Giò cẳng ok hết, gúng luôn. Gúng cũng ok luôn. Đó, con này nó mỏng nha bà con. Bông muối tiêu này mỏng lắm ạ. Nói cho bà con để bà con đừng có nghĩ là bò Vinh dạng như là bán rồi mình thấy quay mấy con đẹp đẹp không, mấy con xấu mình không nói. Tại vì cái lô này nó đồng thanh đồng thủ, chiều cao chiều dài nó đều với nhau. Mấy con này là nó gọi là nó lên bò luôn rồi chứ nó không có xuống bò. Đó bà coi coi cái giò nó ha. Nó xuống xe rồi nó bị bên phải đó. Còn lại thì nó cũng thịt thà là đặt hết F2 luôn. Bò F2 luôn. Năm này thì được có cao dài thôi. Bò cho Vinh sẽ chỉ tận chỗ cho bà con xem ha. Hãy từ từ để cho nó quen cái. Đó, nó chạy chỗ này nè bà con. Nó không phải bị khớp nha bà con ha. Nói chung là bò không có bao giờ bị khớp đâu. Bò này nhỏ vậy chưa không có bị khớp đâu. Đó. Rồi ok. Thì cái lô bò này em xin nhắc giá lại ha.
giá của nó là 81 triệu cho 6 con bò 3B này ha bà con. Thì nhanh tay liên hệ giùm em cái số điện thoại là 0366356635 nha bà con. Rồi mình chuẩn bị tiếp theo qua cái lô bò 4 con nha bà con. 4 con. Cũng dạng như bò dỗ béo luôn nha bà con. Ngày hôm nay là từ đây tới cuối video là toàn là bò dỗ béo nhiều. Anh chị nào sanh sữa và bò nuôi được thì ok thôi. Rồi trước mặt bà con là 4 con bò. Gọi là ba con bò với một con cừu đi. Bò này lông xù. Gọi là bò cừu á. Nói chung là nó lai nặng nè bà con. Bò 3B. Cái này chắc em nghĩ là nói chung nó cũng lai nặng. Thì 4 con bò này á là lọt vô cái khung giá của nó là 52 triệu nha bà con. 52 triệu. Thì cũng đồng thanh đồng thủ đồng trạng hết nha bà con. Thì anh chị nào muốn mua cái lô bò này thì nhanh tay liên hệ giùm em cái số điện thoại 0366356635 nha bà con. Thì bò này có xương bự, có thịt luôn nhưng mà lông xù còn xấu quá. Nói chung là còn còn lông xù quá. Còn lại mấy con này thì được hai con kem thì bóng bò rồi. Còn con này thì rớt bụng. Nhưng mà tàn dốc thì có đủ hết nha bà con. Thì em xin phép báo giá lại ha. Lô bò này giá của nó là 52 triệu. Bà con nào mà thích cái lô bò này thì liên hệ em liền ha. Thì trong đây nếu như mà có hai con kem này mà nuôi ba con kem này mà nuôi đúng á thì sau này cỡ 5 6 tháng nữa có khả năng là cũng lọt vô bò nuôi cũng được đó bà con ơi. Sấy rồi êm lắm. Còn con bò cừu này á, thì đường thịt rồi bà con. Tại nó lai nặng rồi. Nhưng mà bò này mà tới chừng nó chịu phát là nó cũng phát dữ lắm á, xương bành bành luôn á. Thì ăn thua mà chín người 10 ý, anh chị nào mà thích á, thì liên hệ giùm em liền ha. Tại vì bò bây giờ mà bò khung giá 13 triệu này thì nói chung cũng khó kiếm lắm bà con ơi. Cực kiếm lắm chứ không phải đơn giản mà gom được những cái khung giá hợp lý để cho bà con lựa chọn đâu, cũng cực khổ lắm. Thì đó bà con nhìn từ xa này thấy không, tướng của con bò đen nó dữ lắm á, mà nó hiền khô bà con ơi, nó bị ăn hiếp dữ lắm. Thì 4 con bò này thì đổ đồng 13 triệu một con đó bà con, giá 52 triệu. Thì bà con nào mà thích nuôi kiểu mì ăn liền 2 tháng 3 tháng hoặc là nuôi lâu dài thì cũng được nha bà con. Hai đường nha, bò này lô này có khả năng hai đường. Tại vì mấy con kem này là chim nó cũng bự bự không mà bà con ơi. Nó xấu, nhỏ nó xấu gì mà lớn lên mình làm lại cho nó đẹp rồi, nó đẹp à. Ăn uống đầy đủ một chút. Ăn cỏ nhiều một chút thì nó sẽ mình mẩy rồi nó cũng ok lắm á. Con xù này xương quá trời bự bà con ơi. Đó, hai anh kem này là vừa ý cái đường nuôi cũng được mà bà con. Thì em có về hôm qua em có về cũng bò lớn cũng nhiều lắm, bò lớn 16 17 18 gì đó. Có con hai mấy nữa. Nhưng mà em bán hết rồi nên là ngày hôm nay em chỉ làm video được mấy bò nhỏ nhỏ vậy thôi bà con. Từ đây đến tận cùng video là toàn là bò nhỏ nhỏ vậy không nha bà con. Còn nhiều lô lắm bà con, có gì chú ý theo dõi giùm em ha. Nếu như mà bà con nào mà không không có thời gian xem video được liền á thì kết bạn Zalo với em qua cái số điện thoại là 0366356635 nha bà con. Thì nếu như bà con cần á, thì tại bò có con nào á, thì em sẽ quay liền cho bà con xem. Mình chuẩn bị qua lô bò 4 con tiếp nha bà con. Rồi
Trước mắt bà con đó là lô bò 4 con bò, 3 con bò 3B và 1 con kem nha bà con. Thì nói chung bò này già bò rồi. Bò già bò hết rồi bà con ơi. Khỏi lo cái vụ mà nó còn dứt sữa hay gì nữa hết á. Thì em xin báo giá ngay luôn cho bà con á. Thì lô bò 4 con này giá của nó là 55 triệu nha bà con. 55 triệu 4 con bò này. Bò cao 1m1 hết nha bà con. Thì nói chung là mỏng mỏng vậy đó. Mét mét ngoài gần 1m1 nha bà con. Nói chung nói cũng đúng cái. Gần 1m1 thôi, nhưng mà nó cũng cao dài hết rồi. Thì 4 con bò này em xin phép báo giá cho bà con liền ha. Giá của nó là 55 triệu. Nhanh tay liên hệ giùm em cái số điện thoại là 0366356635 6635 nha bà con. Thì con bò 3B đen á, thì nó lai cỏ, thì sao nếu như mà ăn uống đầy đủ thì nó bò sinh sản đó bà con. Bò đó là bò 3B mà mẹ xin. Bốn con bò này giá của nó là 55 triệu nha bà con. Thì nó chạy ra là tầm gần 14 triệu con đó bà con ơi. Gần 14 triệu con bò. Thì bò có tàn có dốc hết rồi nha bà con. Thì con bò bông gấm này thì nói chung là nó còn ốm nha. Bò bông gấm này ốm nha bà con. Bò này nếu như bà con nuôi bò 3B đen mà mẹ xin này nè, nếu bà con nuôi cỡ 5 tháng nữa đi là có khả năng là đòi nọc cấy luôn á bà con ơi. Nói chung là về vấn đề xương xương cẳng giò rồi thì em lựa rồi nha bà con. Chỗ này thì bà con tin tưởng em không có lựa tầm bậy đâu. Kem này nó cũng là đường sinh sản luôn nha bà con. Bà con nhìn từ xa đi, nhìn từ xa cho nó rõ bò hơn ha bà con ha. Đó. Thì con 3B bông đỏ thì nó ok đó. Con 3B thịt thà nó cũng còn đầy đủ. Con màu đen này thì nó đường sinh sản. Mình chuẩn bị qua lô bò tiếp theo nha bà con. Lô bò kem. Rồi, trước mặt bà con là lô bò kem. Thì em xin nói ngay luôn cho bà con nào mà có ý định mà nuôi bắt cái lô này nuôi sinh sản á, thì chú ý dùm em là con bò này, lô bò này nó có một cái đặc điểm là một con hai sấy, một con không có sấy nào. Bà con mà không kỵ vô vấn đề mà sấy á, thì bà con nuôi sinh sản ha. Còn nếu như mà bà con nào mà nuôi thịt thì chuyện bình thường rồi. Mình nuôi thịt thì bình thường. Thì hai con đẹp, hai con thì con hai sấy, mà con thì không có cái sấy nào. Còn con này thì bình thường. Con này không có sấy. Thẳng ràng hết luôn, không có sấy bà con. Thì em xin phép báo giá luôn cho bà con ha. Là lô bò này, ba con kem này giá của nó là 43 triệu 500 nha bà con. Thì 43 triệu 500. Bò cao là 1m1 đó bà con. Bò này cao cao rồi. Thì con kem này là hai sấy nè bà con. Bò hai sấy. Nó bù quá con không có sấy nào bà con. Thì nói chung á là em nghĩ là chắc nó cũng không có được vô đường sinh sản đâu. Còn cái con này không có sấy nào thì bò kem thì thường thường không có sấy thì không sao đâu. Kỹ kỹ con hai sấy đó.
Thì nếu bà con nào mà không có tin mấy cái vụ đó thì ok thôi. Thì bò đẹp đẹp không à, hình vuông. Bò này hình vuông á. Bò này làm giống thì thôi, thì khỏi chê rồi, nhưng mà nó kẹt cái hai sấy thôi. Còn nếu như đi đường bà con anh em mà đi đường thịt thì cân đối cái giá cả hợp lý thì liên hệ giùm em ha. Thấy cái giá hợp lý thì liên hệ giùm em liền ha. Tại vì bò này là thì nó là cỡ, nếu như mà cỡ về mình làm vô thuốc vô men rồi rồi hết mình dỗ thì vô tạ thì cũng nhanh thôi bà con ơi. Có xương có đòn hết rồi. Em xin nhắc lại giá của ba con bò kem này, giá của nó là 43 triệu 500 nha bà con. Nhanh tay liên hệ giùm em cái số điện thoại là 0366356635 ha. Đó cũng là cái số Zalo của em luôn á. Thì bà con nào mà chưa đăng ký kênh cũng đăng ký kênh YouTube ủng hộ em ha, để cập nhật những cái video mới nhất của em ha. Còn bà con nào mà đi làm xa không có thời gian á thì cứ kết bạn Zalo em, rồi em có cái gì em quay cái đó liền cho. Không có để bà con chờ đợi lâu đâu. Thì với cái giá là 43 triệu 500 này á, thì chạy ra một con cũng gần 15 triệu bà con. Ủa, con 4 triệu rưỡi, 14 triệu rưỡi. Thì nếu như mà không không ngại về vấn đề hai sấy hay là không có sấy gì đó thì là con bò này nó giá nó không có như vậy đâu bà con ơi. Giá nó phải cao hơn á. Tại bự bò rồi, tại vì nó dính mấy cái đó rồi mà giá nó tuột xuống vậy đó. Chứ bình thường mà nếu như mấy con này mà nó không có bị những cái đặc điểm đó thì nó phải là 16 ăn lên đó bà con ơi. Con đầu gút này là không có sấy nè. Thì video ngày hôm nay em làm cũng khá dài đó bà con. Nói chung là cũng 20 mấy phút rồi. Thì bao gồm là có 6 con bò đực và khoảng 17 bò cái. Cũng còn bò một số con bò nữa nhưng mà em nghĩ làm tới đây thôi bà con ha. Tại vì mình cũng theo dõi nãy giờ cũng nhiều rồi. Thì nếu như mà bà con nào mà thích cái lô nào á, thì điện thoại em liền nha. Thì để kịp thời em báo giá chính xác với lại quay chi tiết cho bà con xem ha. Rồi bây giờ thì xin chào bà con ha, hẹn gặp lại. Bye bye.